Khoan 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 từ 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 từ. Đợi 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 con đợi con thử. Đau không chú? Đau không? Không sao phải không? Rồi 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 đẩy 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 ra. Thì em đã nhận được tấm lòng của một cô nhà hảo tâm, đó là cô Đặng Nữ ở bên Mỹ. Thì cô ấy có gửi về cho em là 700 đô. Thì cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị, 700 đô em đổi được với tỷ giá là 2.460.000. Thì 700 đô ngày hôm nay thì em được 17.220.000. Ở đây thì cô chú anh chị có thể xem giùm em nha. Với nguyện vọng của cô nữ là mong muốn số tiền này sẽ mua gửi tặng một hoàn cảnh một chiếc xe điện để hỗ trợ cho một hoàn cảnh khuyết tật. Thì ngày hôm nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị là bác Bào. Bác Bào hình như bác vừa bán hết chiếc số không bác Bào? Trời bác, dạ cũng có duyên lắm. Bác Bào nãy đậu ngay chỗ này là cô chú anh chị. Mới vừa bán hết là em vừa tới xe đét này luôn. Thì thấy bác ấy vừa đẩy vô chuẩn bị vô nhà nên là em kêu bác ấy. Thì ngày hôm nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em cũng tiếp tục mua có hệ thống Mega Tùng Lâm với giá xe là 14.900.000. Em chỉ có hẹn gặp mấy bạn này thôi. Chú tầm bữa là được hả? Được không? Không khó lắm đâu. Tại vì cái này nó. Hả? Dạ. Dạ còn cho phụ mày luôn à. Dạ. Chú ngồi phía sau đi để con chở cho. Chứ chú chở còn không dám ngồi. Tại vì nào giờ chú chưa có chạy á. Gần Tết rồi, nhà hảo tâm tặng cho chú để chú vịn cái cây con nha. Cẩn thận con thả dốc xuống. Rồi dạ chú. Bị ngang con luôn. Vừa một cái cầu vừa qua. Chú chú. Chào chú Khương. Thôi chào anh Khương đi, cho anh thích. Chào anh Khương. Vậy là nhà anh cũng gần nhà chú Bào. Đâu, chú coi kỹ đi. Sáng giờ chú bán được nhiêu tờ rồi? Dạ. Sáng giờ chú bán được nhiêu tờ rồi? Có 120 chứ. Dạ. Quét dọn sạch sẽ quá chứ. Này chú quét hay vợ chú quét? Dạ. Mà chỉ có cái máy tôn với hai bên gạch hai bên thôi. Con này là cháu chú ha. Vậy là người con trai lớn của chú là mất à, 2 năm nay. Mất rồi ha. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ với chú Bào nha. Đây là tấm lòng của cô Đặng Nữ. Thì dạ, cô ấy thì ở Mỹ. Chắc có lẽ cô ấy chắc cũng lớn hơn chú quá. Chú bữa chú nói chú nhiêu? 64. 64, chắc cô Đặng Nữ chắc 7 mấy. Dạ. Dạ. Chú kêu bằng chị cũng được. Dạ. Thì chia sẻ với chú. Thì cô Đặng Nữ thì ở nước ngoài. Thì cô ấy thì cũng trải qua một khoảng thời gian là làm việc cực nhọc thì mới có cái phần thu nhập. Đúng rồi. Để gửi về giúp cho chú. Thì sau khi mà cô ấy cũng xem cái video của chú thì cũng thấy là hoàn cảnh của chú là thật sự khá là khó khăn. Thêm một cái nữa là nguyện vọng của chú là mong muốn là trong cái dịp xuân này sắp tới chú đi bán xa hơn đúng không? Để bán được nhiều hơn. Yeah. Chứ chú ngồi đó chú bán có 100 mấy hả? Dạ, có 120. Với lại thấy chú mà ngồi đó giống như mình đang phơi nắng ở giữa trời vậy đó. Dạ. Dạ, thành ra nó cũng ít trong cái việc mua bán. Chú bán với số bao lâu rồi? Cũng năm mấy nay hả? Năm mấy nay rồi, chú ơi, giờ chú bán luôn, chúng để cao nhất là được bao nhiêu chú Bào? 30 triệu. 30 triệu là người ta gai kiếm chú hay là đại lý báo? Hả? Đại lý báo cho chú bán chúng. Không có, mình bán. Hay người ta kiếm chú? Mình bán, mình biết chúng. À vậy hả? À, có nhớ. Ủa? Vậy? Ủa sao chú nhớ được hết năm số? Nhớ. Nhớ luôn hả? Vậy là chú bán số nào nhớ số đó? Bình Khương có trúng hai tờ đó. À vậy hả? Ồ vậy hả? À. Vậy là chú Khương là... Nó mua số 24 à, chiều là biết trúng vậy đó. Nhưng mà chú biết chú bán cho ai không? Có vòng vòng khách qua đường nữa. Dạ, nhưng mà con thấy ngoài đường đó người ta chạy giống như người ta ghé ngang, người ta ghé thôi. Ừ, chứ, khách dân lai. Chứ người ta cũng đâu có phải ủng hộ mình mỗi ngày phải không? Dạ. Thì bữa nay thì chú thấy chiếc xe thì chú cảm giác như thế nào? Mừng, rất mừng. Dạ. Thì cũng thấy hoàn cảnh của chú. Thì hôm nay sẵn vô tận nhà về để nhà hảo tâm xem.
thì cũng biết được hoàn cảnh nhà chú ra sao như thế nào ha. Thì cô đàn nữ gửi về tặng cho chú là 700 đô. Là 700 đô thì chú biết được nhiêu tiền không? Dạ không có tiền đô, mình với tiền Việt mình khuy gian cũng không biết nha. Dạ từ đó giờ thì chú cũng đâu có xài phải không? Dạ đâu có xài. Thằng gia cũng đâu có được ai tặng tiền đô mà chú cũng không biết ha. Dạ. Thì 100 đô thì nó được 2.460.000. Thì số tiền này con đổi cũng vài ngày trước rồi. Giờ thì như nó cũng lên được chút xíu. Nhưng mà 700 đô thì tổng cộng là sẽ là chú nhận được của cô nữ tặng cho chú là 17.220.000. Chú thấy về số tiền này như thế nào ạ? Cũng nói với chú là lớn như lắm rồi đó. Dạ. Đó, thì cô đàn nữ tặng cho chú là số tiền như vậy. Thì chiếc xe là 149. Thì con gửi 100.000 để cho hai bạn giao xe ở Cần Thơ chạy qua giao đây để cho hai bạn uống cà phê đổ xăng đi về. Thì con như chiếc xe 15 triệu. Thì chú còn dư lại là 2.220.000. Là chú đếm lại số tiền con cái. Giờ đây. Dạ đúng rồi chú ơi. Dạ phải ra con hướng dẫn cho chú để chú biết sơ sơ. Dạ. Còn mà chú muốn gành hơn thì chú hỏi chú Khương, thì chú Khương không gành lắm rồi. Tại vì ổng từ đó giờ ổng sửa xe đó. Thành ra là chú Khương ổng có kinh nghiệm hơn. Dạ, nhưng mà chú thì ra con phải hướng dẫn cho chú sơ sơ chứ không cám mới được. Đúng rồi chú. Đúng rồi, quẹo qua chú ơi. Đó. Chú ngừng chú từ từ thôi chú. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2023. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn thì em đã nhận được tấm lòng của một cô nhà hảo tâm, đó là cô Đặng Nữ ở bên Mỹ. Thì cô ấy có gửi về cho em là 700 đô, thì cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị. 700 đô em đổi được với tỷ giá là 2.460.000. Thì 700 đô ngày hôm nay thì em được 17.220.000. Ở đây thì cô chú anh chị có thể xem giùm em nha. Với nguyện vọng của cô nữ là mong muốn số tiền này sẽ mua gửi tặng một hoàn cảnh, một chiếc xe điện để hỗ trợ cho một hoàn cảnh khuyết tật. Là có một cái công cụ mưu sinh. Thì ngày hôm nay người may mắn nhận được đó là tấm lòng của cô Đặng Nữ, đó là bác bao bán vé số ở tại Sa Đéc này. Thì đây cô chú anh chị có thể thấy ha, đây là hai bạn nhân viên ở bên hệ thống Vega. Rồi, để đó đi, giùm anh đi, gọi anh chạy vô. Lúc ngọt và tới giờ. Trời ơi, thông cảm giùm anh đi, lúc đó anh đang phát gạo. Gạo nha, yeah, ok. Em đậu đậu sát sát vô cho anh ta qua lộ á. Rồi. Thì ngày hôm nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị là bác Bào. Bác Bào, hình như bác vừa bán hết chứ số không bác Bào? Trời bác, dạ cũng có duyên lắm. Bác Bào nãy đậu ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Mới vừa bán hết là em vừa tới Sa Đéc này luôn. Thì thấy bác ấy vừa đẩy vô chuẩn bị vô nhà nên là em kêu bác ấy. Thì ngày hôm nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị là em cũng tiếp tục mua của hệ thống Bega Tùng Lâm với giá xe là 14.900.000. Dạ, thì đây là này đếm anh cái 10 triệu. Nói chung là em khỏi đếm đâu. Nó thiếu thì cứ nói anh chủ nhắn anh. 2 3 4 5. Đây có 100.000 tặng cho hai em đổ xăng về. Cảm ơn em nha. Cho anh xin lại cái phiếu tính tiền. Rồi ok. Rồi số tiền còn lại của đàn nữ thì em sẽ gửi đến với hoàn cảnh mà may mắn nhận được trong ngày hôm nay. Rồi cảm ơn em ha. Rồi con chào chú Bao. Dạ, kể từ lúc mà quay hoàn cảnh của chú rồi thì lúc đó thì chú có suy nghĩ như thế nào? Thì cũng mừng lắm. Ủa rồi sao bác biết là được hay không? Chắc chú giúp thì chắc được rồi. Thì cũng chia sẻ luôn với bác luôn là từ bữa quay tới giờ thì cũng chưa có ai mà liên hệ gửi tặng cho bác. Tuy nhiên thì cô Đặng Nữ là ngày hôm nay là một nhà hảo tâm, cũng nhiều lần trao những chiếc xe điện tặng cho những hoàn cảnh khuyết tật. Thì cũng có gửi đến con để cho con lựa chọn hoàn cảnh. Thì bác là một trong những hoàn cảnh được may mắn nhận được cái phần quà rất có giá trị trong ngày hôm nay. Bác nhìn thấy chiếc xe chưa ạ? Dạ rồi, thì bữa nay con chia sẻ với bác như thế này. Thì ngày hôm nay thì con sẽ thay mặt cô Đặng Nữ gửi tặng cho bác chiếc xe và bánh điện. Nhưng mà bác dắt con vô nhà ha, để con quay chi tiết về nhà của bác.
cũng như là con chia sẻ với bác luôn. Thì con sẽ xin phép là con nhận chiếc xe này lại của bác để trao cho hoàn cảnh bị khuyết tật tiếp theo. Bác ha. Dạ rồi. Rồi bác dắt con vô nhà nha. Xe này để đây đi, để cho. Không không không, bác cứ dắt vô nhà luôn đi. Dạ. Bác cứ dắt con vô nhà luôn. Nếu mà xe này ở đây bác có quen ai không? Có quen chỗ nào mình bọn mình gửi ké chiếc xe lăn đi rồi con chở bác vô nhà. Vô trong này hả? Dạ rồi. À rồi rồi, đi đi bác. Về gửi nhà thằng chú Thương cũng được. Chú Khương ha. Khương gì đó. Rồi ngày hôm nay em chở chiếc xe này luôn nha cô chú anh chị. Đây là khúc chùa Liên Hoa, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây lần đầu tiên em mới chạy xe này thì phải. À lần thứ hai rồi. Có một lần trước thì em cũng có. Lần trước em cũng có chạy hết lần. Đây chùa Liên Hoa. Đây của chú anh chị xem em đang chạy nha. Ủa chú Khương sửa xe là ở trong này hả chú? À bác Bảo. Hôm nay thì em sẽ thay mặt cô Đặng Nữ vào tận nhà của bác ấy nha, để chia sẻ luôn với cô chú anh chị. Đây là hoàn toàn là em không có điện thoại gì trước luôn á. Em đi tùy theo tùy duyên thôi, tại vì em mới cùng với nhà hảo tâm phát cái phần quà gạo đến với cho bà con Vĩnh Long là em chạy lên đây luôn. Em chỉ có hẹn gặp mấy cái bạn này thôi, các bạn giao xe thôi. Dạ. Ngoài ra chú Bảo thì em cũng không có điện luôn. Nếu không có thôi chú chạy nhà chú luôn cũng được. Vậy là chú Khương là sửa xe đấy hả? À chiếc xe điện của chú Khương mà em thay mặt nhà hảo tâm. Chú là Khương hay Khương phải không? Dạ. Mà chú sửa xe đạp đó, không biết cô chú anh chị có nhớ chú Khương chạy xe đạp không? Sửa xe đạp nè, nhận phần quà. Rồi chú gửi chiếc xe lắc ở đây đi rồi con chở chú vô cũng được. Vậy là sửa cũng là trong hẻm thôi chứ cũng đâu có được ra ngoài đường đâu. Vậy là thường là chú phải đẩy qua cầu này đó hả? Chú Phương có một người con bị hơi khờ thế. Dạ, chào chị. Lấy xe đi nha. Giờ sao dắt, sao chú dắt nổi được không? Ở bữa nay anh còn lên xe hả? Khoan phải từ đợi con đợi đau không chú? Đau không? Không sao phải không? Rồi đẩy ra lấy xe nữa. Dạ, giống hơi cao. Nè, cô chú anh chị xem chiếc xe nha. Vậy là nhà của chú Khương ở đây. À, chiếc xe điện đó, màu đỏ đó. Nào giờ chú có chạy xe không chú Bảo? Nào giờ chú có chạy xe điện bao giờ chưa? Chưa hả? Kéo cái điện ra phía sau. À, để con kêu bạn gái. Chú coi cái gì trên xe đó, chú lấy lại được thì chú lấy nha.
ở cha nhà thờ Vĩnh Long thì cũng có chia sẻ với em là cũng xin một chiếc xe lắc để cho một người lắc ở trong nhà hay gì đó. Thành ra là em sẽ sử dụng chiếc xe của chú Bào gửi đến cha nhà thờ Chánh Tọa Vĩnh Long đó. Thường thường là mấy chiếc xe giống vậy thì em hay bán dây chai, nhưng mà do là có người cần. Xe này là một trong những cái dòng xe mà ngon nhất á. Cô chú anh chị là da yên là mới nha. Rồi chú lên đi, con chở chú vô nhà. Rồi chú tập bữa là được ha. Không khó lắm đâu. Tại vì cái này nó. Dạ. Dạ con cho phần mì luôn à. Dạ. Chú ngồi phía sau đi để con chở cho. Chứ chú chở còn không dám ngồi. Tại vì nào giờ chú chưa có chạy á. Gần Tết rồi, nhà thờ Tâm tặng cho chú để chú có phương tiện để bán Tết, để xa xa một chút. Để chú ngồi một chỗ hoài thì nó cũng hơi khó bán. Dạ, thì xe của chú Khương là con cũng gửi tặng đó. Cái quẹo đâu chú, quẹo qua cầu quẹo trái đi thẳng xuống. Rồi, đây. Đây chạy chú này. Nói chung là em cũng không có chạy xe này gần lắm. Đây con cũng mới chạy lần thứ hai thôi. Cái chỗ của chú thì cũng hơi nhỏ ha. Bên trái. Tại vì con cầm cái này nè. Còn vô cái chú đường đất nữa. Đường đất nữa ha. Rồi, à, vô vất vả dữ vậy. Ui. Này, một tay nó hơi khó à. Nào em chuyển số 1. Cái này cái đường nó hơi nghiêng nghiêng qua bờ sông. Chú cầm cái đó này ha. Chú cầm cái tay bên đây chú chống không? Chú cầm mấy cây này giùm con cái. Được không? Chú được không? Rồi chú cầm con nha. Nè, chú canh cái giữa chánh đường đi nè. Ha. Rồi chú cầm nha. Rồi. Còn phải lái hai tay còn mới dám chở chú được. Cái đường lạ không biết đường. Ơi 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 quay quay. Ủa sao nó khó vậy ta? Rồi. Dạ. Hơi khó nè. Thiếu xe đó hả? Đã. Rồi, tặng chú. Dạ. Trên này chắc có lẽ là chú phải chạy một mình. Chứ nó quen. Rồi thôi để con nhích từ từ. Rồi chú có quẹo chưa? Chú dốc này đó. Qua dốc này. Trời, vô đường này cô khó dữ à. Dạ. Chú vịn cái cây con nghe. Cẩn thận con thả dốc xuống. Đây. Rồi dạ, dạ. Ê, dạ, dạ. Ui lủi 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 lủi. Từ 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 từ. Rồi chú vô sâu không? Chú khoảng 200 mét nữa đó. 200 mét nữa hả? À. Cái dốc này nó khó lắm. Cái dốc này là chú chạy phải quen mới được. Chú quay vậy nè, chú cầm vậy nè. Chú nhìn thấy màn hình không? Rồi chú quay cái đoạn đường của chú vô nhà chú á cho nó dễ. Cái này là chú phải chịu khó chú nghỉ bán vài ngày để chú tập mới được. Quẹo đâu chú, quẹo trái hả? Qua cầu luôn vậy. Dạ. Khoan khoan nha. Tốt.
Dạ. Ngoại thấy chú này có xe, ngoại cũng vui ha. Chị là chị Hai. Dạ chị Hai hả? Dạ chiếc xe này là hả? Dạ đúng rồi. Cảm ơn chú nha. Dạ được không ngoại? Rồi giờ quay trái. Được chứ. Qua cái cầu nữa nha. Qua cầu vậy chưa tới nhà hả? Cầu nhỏ nha. Dạ còn nhỏ nữa ha. Ăn con thước á. Bị ăn con thước. Dắt đi. Rồi con nghĩ là thôi chú nên xuống trước đi. Con bây giờ sao con cảm giác con cũng không có đủ tự tin qua cái cầu này. Rồi. Rồi để con xuống cho chú xuống. Đây đây người ta qua trước đây. Qua được không? Dạ, qua được, tại bị ngang này hình như nó có 8 tấc à. Ồ, cái này đúng là không dám chạy luôn cô chú anh chị. Chú anh chị xem này, chiếc xe vừa lọt với chiếc cầu luôn. Thật sự nghe chú. Chú ơi, chú đẩy nhẹ nhẹ con cái. Từ nghe chú. Thôi rồi, đừng đẩy nha chú. Đẩy, đừng đẩy. Đó, nó vừa một cái cầu vừa qua. Rồi vô bao xa nữa chú? Chú Bảo 100m nữa hả? Chữ gì? Rồi lên chú Bảo ơi. Ok cực chút xíu mà vui. Không muốn quà thì cũng khó mà ai có thể là may mắn có được. bộ bà con trong xóm vui dữ ha. Dạ. Cháo. Dạ. Được anh này dắt qua dùng nè. Dạ. Bà con thấy đẹp không? Cái gỗ kìa ông Tư. Dạ. Trước cái gỗ kìa nè. Rồi giờ bỏ trước cửa mình đi. Đó. Đây bà con trong xóm nè, cũng là bà con của chú Bào. Thấy chú Bào có chiếc xe cũng vui quá trời. Cơm mắm để đây nè. Cơm để đứng luôn. Ăn cơm rồi chưa chú? Chưa luôn hả? Dạ, hôm nay bán hết cũng gần 12 giờ trưa. Dạ rồi. Đi thôi. Dạ, hôm nay xe quá ngon rồi. Anh làm gì? À, kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Khương Minh ha. Dạ. Thì chiếc xe của chú Khương ngoài đó cũng em xin nhà hảo tâm tặng đó. Khương ha. Dạ. Chú Khương đó. Khương Minh. Dạ. Rồi đi thôi. Tại cái này nó hơi dạ. Với nó mình chạy chưa có quen. Ê, con cũng bị lũ nữa chạy. Không phải tại vì do một tay. Dạ, người khiển một tay nè. Đây chú tay đó rảnh chưa? Chú cầm con cái. Rồi chú canh chỉ giữa đường nha. Rồi. Qua chiếc xe đó không chú? Qua. Rồi đắng chút nữa. Dạ. Chú quay cái đường con, quay cái đường con. Ừ. Nói chung thì cái này thì nó an toàn là vì nó không có bị lật. Dạ. Cái điều là cái đường của chú cầu bộ cái trời mưa hơi vất vả rồi chú ơi, Bảo. Mưa nó bị lầy á. Cái này nước ngập thể được không? Dạ được, nhưng mà đừng có ngập quá nha. Nửa này bánh xe đó. Nửa bánh xe được. Cái khúc trước chỗ cái dốc á thì bị ngập chứ. Thì chú có thấy nè, cái bình điện nằm dưới này nè đó, chú chạy chậm chậm cho nước nó đừng có ào lên là ok. Nhà chú vất vả dữ vậy nè. Ô chào mấy anh mấy chú.
Tặng xe, tặng xe. Tặng xe, tặng xe. Đây mấy anh thợ hồ anh cũng vui nữa. Cháo. Dạ tới chưa? Đâu nhà chú đâu? Ôi trời ơi trời, má ơi. Tới rồi. Ơi. Cũng hơi mệt. Cổ tay cũng hơi đau tại vì chưa quen với chú anh chị. Nó ghì lại cái này. Nhà này ngày xưa chú cất hay người ta tặng vậy? Cái này cũng mới cất. Dạ. Có điều là người ta tặng chú hả hay là? Ôi trời ơi. Chào chú Khương. Thôi chào anh Khương đi, cho anh thích. Chào anh Khương. Vậy là nhà anh cũng gần nhà chú Bảo. Nên anh nhìn thấy chiếc xe chú Bảo có xe sao anh Khương? Thấy bẩn không? Mà anh chạy ngon không? Ngon lắm mọi người. Ngon lắm. Đó. Xe anh với xe của chú Bảo là một trong những cái xe mẫu xe ngon nhất á. Mạnh lắm. Dạ mạnh lắm ha. Tôi đi còn bị thận thử rồi tặng. Thôi rồi, kỹ dữ vậy nè, xe tặng cái nửa năm nay vẫn còn đẹp quá trời nè. Mới che. Ôi. Nào, phải. Có cái đùi vẽ cơ bên. Dạ phải kỹ vậy mới bền chứ. Ừ. Dạ rồi, rồi vô nhà chú Bảo ơi. Cái xe rút chìa khóa vô đi. Rồi vô làm việc. Dạ, để vô coi. Ủa anh có quen ai có ba gác không? Dạ xe đậu đâu? Có. Xe đậu ngang chỗ nhà anh á. Dạ kêu ba gác hả? Kêu ba gác giùm em chở cái xe đó về nhà thờ ở Vĩnh Long. Nhưng mà kêu ba gác đi gặp em cái đã. À cái thằng này nó ha. Gặp thì kêu ba gác đậu chỗ nhà anh đi. Rồi rồi tao chạy vô đây. Rồi rồi. Đậu nhà anh đó nha. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn anh Khương. Dầu dữ hen. Chạy dành hả chị gọt khô. Nhà chú Bào hình như bề ngang chắc khoảng được 4 mét không chú? 4 mét. Con mà ngay cả con mà con chạy với xe này còn cũng chưa quen lắm. Nói chung chạy mình thì dễ, còn người sau thì nó hơi nghiêng nghiêng qua mình sợ lật á. Dạ, thấy chú Khương thì chạy dữ lắm rồi. Dạ. Ở nhà chú Bào là còn xài củi dừa rồi nữa ha. Lá dừa rồi tụi. Đất đây của chú hay là của nhà anh ta? À. Vậy là cháu cho ở đậu nhà. Cô chú có khi nào gớt nãy gớt chìa khóa ngoài không chú? Nãy có khi nào lật xe gớt chìa khóa ngoài đó không? Đâu, chú coi kỹ đi. Sáng giờ chú bán được nhiêu tờ rồi? Dạ. Sáng giờ chú bán được nhiêu tờ rồi? Có 120. Dạ. Ủa nhắc nhớ thiệt cái gì trời. Chú coi có túi. Có túi áo không? Có ha rồi. Trời ơi tưởng đâu gớt ra này nó hơi mệt. Đi bộ hơi mệt ha. Chú cũng kỹ ha, hai hộp quá. Ủa con nhớ chú nó có gia đình mà vợ với con chú đâu vậy? Đi làm. À đi làm. Hai mấy ba giờ mới về. Dạ, nay vô tận nhà chú Bào luôn. Nhà chú so ra là vợ chú quét dọn sạch sẽ quá chứ. Nè chú quét hay vợ chú quét? Dạ. Là chỉ có cái máy tôn với hai bên gạch hai bên thôi. Con này là cháu chú ha. Vậy là người con trai lớn của chú là mất 2 năm nay. Mất rồi ha. Dạ. Bỏ hai lại đứa. Dạ, chào anh, gọi tới chắc ông bà ha. Chắc bà. Má tôi. Dạ, má chú ha. Dạ rồi. Rồi, con mời chú Bào ngồi đi. Dạ. Mà chú Bào cũng ngồi dưới đất chứ chú Bào đâu có ngồi ghế đâu. Nhà chắc không có để bàn ghế. Dạ. Bề dài được nhiêu mét chú? Dài 10 mét vậy. Dạ. 11 mét. 11 mét thì là chú có được 44 mét vuông. Rồi, thôi chú Bào ngồi đi. Chia sẻ chú luôn, đáng lẽ là tính vô để tạo bất ngờ cho chú. Nhưng mà thấy thôi chú sẵn chú mới vừa bán hết cái số luôn. Thành ra thấy chú vừa lắc kêu, qua. Ai kêu? Dạ. Thì giờ là thấy chú đi. Thấy chú lắc qua rồi thành ra thôi sẵn kêu luôn. Dạ rồi. Thì chia sẻ chú Bào nha. Dạ. Là ngày hôm nay
sau cái video vừa qua thì nhà hảo tâm mà gửi tặng xe thì nó cũng hơi khó, tại vì do là giờ làm ăn nó hơi khó khăn. Mà chú Bảo biết một chiếc xe, chú biết chiếc xe của chú Khương bao nhiêu tiền không? 14-15 triệu vậy. Dạ. Thì chú thấy cái giá số tiền nó như thế nào đối với khả năng của chú? Tại cũng khó kiếm đó. Chú người cũng khó kiếm số tiền đó được lắm. Dạ. Bởi thành ra là khi mà chú thấy vậy thì chú mừng. Dạ, được, quá quý ha. Thì hôm nay chia sẻ với chú Bào nha. Đây là tấm lòng của cô Đặng Nữ. Đặng Nữ. Thì, dạ, cô ấy thì ở Mỹ. Chắc có lẽ cô ấy chắc cũng lớn hơn chú quá. Chú bữa chú nói chú nhiêu? 64. 64, chắc cô Đặng Nữ chắc 7 mấy. Dạ. Dạ. Chú kêu bằng chị cũng được. Dạ. Thì chia sẻ với chú thì cô Đặng Nữ thì ở nước ngoài. Thì cô ấy thì cũng trải qua một khoảng thời gian là làm việc cực nhọc thì mới có cái phần thu nhập để gửi về giúp cho chú. Thì sau khi mà cô ấy cũng xem cái video của chú thì cũng thấy là hoàn cảnh của chú là thật sự khá là khó khăn. Thêm một cái nữa là nguyện vọng của chú là mong muốn là trong cái dịp xuân này sắp tới chú đi bán xa hơn, đúng không? Để bán được nhiều hơn. Chứ chú ngồi đó chú bán có 100 mấy hả? Dạ, có 102. Với lại thấy chú mà ngồi đó giống như mình đang phơi nắng ở giữa trời vậy đó. Dạ, thành ra nó cũng ít trong cái việc mua bán. Chú bán cái số bao lâu rồi? Cũng năm mấy nay hả? Năm mấy nay rồi, chú ơi, giờ chú bán lô chúng để cao nhất là được nhiều chú bà? 30 triệu. 30 triệu là người ta gai kiếm chú hay là đại lý báo? Hả? Đại lý báo cho chú bán chúng. Không có, mình bán. Hay người ta kiếm chú? Mình bán, mình biết chúng. À vậy hả? À, có nhớ. Ủa? Vậy? Ủa sao chú nhớ được hết năm số? Nhớ. Nhớ luôn hả? Vậy là chú bán số nào nhớ số đó? Bình Khương có trúng 2 tờ đó. À vậy hả? Ồ vậy hả? À, ừ. Vậy là chú Khương là... Nó mua số 24 chiều là biết trúng vậy đó. Nhưng mà chú biết chú bán cho ai không? Có vòng vòng khách qua đường nữa. Dạ, nhưng mà con thấy ngoài đường đó người ta chạy giống như người ta ghé ngang, người ta ghé thôi. Ừ, chứ, khách vắng lai. Chứ người ta cũng đâu có phải ủng hộ mình mỗi ngày phải không? Dạ. Thì bữa nay thì chú thấy chiếc xe thì chú cảm giác như thế nào? Mừng, rất mừng. Dạ. Thì cũng thấy hoàn cảnh của chú. Hôm nay sẵn vô tận nhà về để nhà hảo tâm xem thì cũng biết được hoàn cảnh nhà chú ra sao như thế nào ha. Thì cô Đặng Nữ gửi về tặng cho chú là 700 đô. Là 700 đô thì chú biết được nhiêu tiền không? Dạ không có tiền đô, mới với tiền Việt mình khuy gian cũng không biết nha. Dạ, từ đó giờ thì chú cũng đâu có xài phải không? Dạ, đâu có xài. Thành ra cũng đâu có được ai tặng tiền đô mà chú không biết ha. Dạ. Thì 100 đô thì nó được 2.460.000. Thì số tiền này còn đổi cũng vài ngày trước rồi. Giờ thì như nó cũng lên được chút xíu. Nhưng mà 700 đô thì tổng cộng là sẽ là chú nhận được của cô nữ tặng cho chú là 17.220.000. Chú thấy về số tiền này như thế nào ạ? Cũng nói với chú là lớn như lắm rồi đó. Dạ. Đó, thì cô Đặng Nữ tặng cho chú là số tiền như vậy. Thì chiếc xe là 14.9. Thì con gửi 100.000 để cho hai bạn giao xe ở Cần Thơ chạy qua giao đây để cho hai bạn uống cà phê đổ xăng đi về. Thì con dư chiếc xe 15 triệu. Thì chú còn dư lại là 2.220.000. Là chú đếm lại số tiền con cái. Giờ đây. Dạ đủ không chú ơi? Dạ đủ không? Dạ. Chú nhớ ai tặng chú không? Cô Ngọc Nữ vậy. Đặng Nữ. Cô nha. Đặng Nữ hả? Cô Đặng Nữ. Thì chia sẻ với chú nha, trong khoảng thời gian chú sử dụng, nếu mà chiếc xe có trục trặc gì mà chú Khương sửa không được thì chú điện cái số điện thoại ở trên cái giấy này, là giấy bán xe này, cái biên nhận đó, số điện thoại nè ha. Rồi số này hả? Dạ, số nào cũng được, hai nó một trong hai số. Yeah. Để kêu người ta bảo hành cho chú. Yeah. Ha. Yeah. Dạ. Thì số tiền dư còn lại á thì chú để dành nó làm bán với bán vốn, bán với số. Yeah. Hoặc là chú chịu khó chú nghỉ vài ngày để chú tập chiếc xe. Yeah. Chú ha. Yeah. Còn chiếc xe cũ của chú thì con sẽ xin phép là con xin cho cha nhà thờ ở Vĩnh Long. Yeah. Để cha ấy gửi cho một hoàn cảnh khuyết tật mà người ta hình như là cũng di chuyển ở trong nhà thôi chứ người hình như không biết mình có đi bán không được, thì không biết. Nhưng mà cha nhà thờ có lên tiếng là nói với con là con muốn xin một chiếc xe lắc tay như vậy đó. Thì sẵn đây thì giờ tặng chú xe này thì cũng xin chiếc xe của chú để tặng cho hoàn cảnh khác. Yeah. Kém may mắn như chú. Yeah. Dạ. Chú cũng thiệt. Dạ. Giờ trước tiên bây giờ chú cũng xin cảm ơn của chị nữ một nữ. Dạ đúng rồi. Đây có cái tên ở trong cái tờ giấy trắng trắng đó. Chú biết đọc không? Chị Đặng Ngọc Nữ. À dạ.
đã tài trợ chiếc xe cho tôi thì tôi cũng rất là cảm ơn chị nha. Dạ. Rất là mừng, cũng ao ước lâu rồi. Dạ. Nhưng bây giờ mới được là cũng nhờ ơn chị, thì dạ, cũng cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thì chú cũng chúc chị cũng bình an mạnh giỏi, mừng ăn phát tài. Dạ. Phát tài. Dạ. Với cũng cảm ơn chú mình đã giúp tôi thật lòng ha. Dạ. Tận tình. Được chiếc xe cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi bây giờ thì con cũng mời chú ra xe để con hướng dẫn cho chú sơ sơ nha. Dạ. Đây thì trao chìa khóa cho chú. Dạ. Đấy, ra luôn nha. Dạ phải ra. Ra con hướng dẫn cho chú để chú biết sơ sơ. Dạ. Còn mà chú muốn gành hơn thì chú hỏi chú Khương, thì chú Khương không gành lắm rồi. Tại vì ổng từ đó giờ ổng sửa xe đó. Thành ra là chú Khương ổng có kinh nghiệm hơn. Dạ, nhưng mà chú thì ra còn phải hướng dẫn cho chú sơ sơ chứ không cám mới được. Hồi xưa mà chú cất căn nhà này chú tốn hết nhiêu tiền chú? Dạ mấy chục, 30 hay 40 không? 30 mấy triệu. Ồ dữ vậy hả? Là chú cất mấy năm rồi? 2 năm. Hai cái tết rồi ha. 80 mấy triệu. Ồ con kiếp, chắc tiền công chắc phân nửa rồi ba. Công 30 mấy. Dạ rồi bởi vậy. Rồi thì bây giờ con chia sẻ. Khoan, chú Khoan hãy lên nha. Dạ. Rồi. Rồi con chia sẻ chú nghe. Bây giờ đầu tiên á, chiếc xe của chú là sẽ, một là chú ngồi đây. Dạ. Chú chở theo được, phía sau là bà xã mình. Dạ. Hai là chú có thể xếp cái yên lại. Chú kéo cái yên lên đi chú. Yên nào? Dạ yên này chú kéo lên. Rồi chú quay cái yên qua. Quay rồi. Quay đi chú. Rồi chú úp xuống. Phía sau này là chú có thể bỏ áo mưa nè, nóng nguy hiểm nè ha. Đó. Rồi. Quay xuống gì mấy này. Đúng rồi, cái này kéo lên mà muốn kéo được thì bên đây nó có cái nút nè, chú xem con đi. Chú xem con, chú gạt xuống. Gạt cái nút này xuống. Chú gạt xuống. Gạt cái đó mới kéo xuống. Chú gạt đi. Chú gạt đi rồi mới kéo cái này lên. Không bên hả? Dạ không, gạt bên đây thôi. Chú gạt cái này xuống đi chú. Chú ghim chìa khóa vô trong đây trước đi. Cho nó dễ. Ha. Rồi. Rồi chú gạt cái này xuống đi chú. Rồi chú gạt nha. Rồi chú mới kéo cái yên này lên. Nghe cái cắt cái là nó vô khớp. Đó là chú lên đây. Rồi con mời chú lên ngồi đi chú. Đó thấy chưa. Cô chú anh chị thấy Phương ngồi là quá sướng rồi. Đó. Thì chú lần này chú sẽ được tặng cái gì? Tặng được bên nhà xe tặng cho chú một cái thùng mì. Yeah. Cái này nữa. Cái này thôi chú tháo qua đi, cái này nó là cái đồ báo động báo động xe đó. Nha, yeah. Tên cái nữa. Nè chú. Dạ, vô ổ luôn á. Rồi. Chú có cái đó đi, tại vì cái đó là khóa điện tử. Hai cái khóa này á, để coi cái khóa nào là khóa xe phía sau, phía yên. Cái khóa tròn là cái khóa. Cái khóa tròn là cái khóa mở xe. Còn cái khóa hình chữ nhật này là cái khóa mở yên phía sau. Phía sau này chú có cái yên nè. Ha, chú mở. Chú có nó có khóa chứ. Khóa rồi. Chú mở ra nè. Chú được tặng cái nón bảo hiểm ha. Cái áo mưa với cuốn sổ bảo hành. Với cái đồ sạc điện nha. Ở đây chú hên một cái là chú kế nhà của chú Khương, thành ra là dễ dàng lắm. Chú không biết cái gì cái chú Khương chỉ hết trơn à. Huống chi là chú Khương là thợ sửa xe nữa chứ. Anh với ổng là ổng cách anh khoảng chừng 100 mét à. Ông đằng đó ngay trên cái bụng bính đó. Dạ. Anh đằng đấy. Đó thì cái này là cái cục sạc. Cái cục sạc thì chia sẻ chú nè. Cái đầu này thì chú ghim ổ điện thì chú biết rồi đúng không? Còn cái đầu này đây nè, con chỉ cho chú. Nó nằm ở dưới chân của chú. Nè, nó có cái nút nè. Chú thò tay xuống đây. Chú bật cái nút lên. Kéo lên. Chú kéo lên. Kéo lên hả? Đây nè. Đó, đúng rồi. Là ghim vô đó. Và chú nhớ chưa? Nhớ. Nhớ ha. Để con hướng dẫn cho. Thì chú ra đường chú nhớ chú đội nón bảo hiểm cho nó an toàn nha chú. Lỡ như nãy mà lỡ mình có lật xe thì cái đầu mình nó cũng được bảo vệ ha. Rồi bây giờ như thế này. Chú tháo này đi, tại em thôi nó bị nước á. Lỡ bị sét á.
Rồi chú mở lên con. Rồi chú nhìn giùm con nha. Ở đây nó có 4 nấc đúng không? Thì khi nào mà chú còn một nấc xanh, một nấc đỏ thì chú ghim sạc giùm con ha. Còn, đó. Như còn nấc xanh đúng rồi. Còn bây giờ nó đang hiện tại thì 3 nấc xanh thì nó cũng còn đầy ha. Rồi chú nhớ chưa? Rồi. Rồi bên đây chú nhìn giùm con. Ở đây thì chú thấy cái hình gì không? Sao? Đúng rồi, bóng đèn đó. Rồi chú bật nữa coi. Giờ là cháy ha. À, tắt. Rồi, tắt ha. Rồi chú thử cái nút như này. Rồi chú bật đi. Chú bật thử bên đây. Cái xi nhan. Rồi, rồi chú bật bên đây. Cái xi nhan đây. Rồi, đi qua được không? Rồi, chào cô. Cô qua được không? Ờ, bà con ở đây cũng biết con nữa hả? Dạ. Ờ, ông này dính dưới bà nè. Ủa, ông bên cái gì bên... À, con YouTube. Dạ. Rồi. Rồi, rồi. Cái này là cái xi nhan. Cái này là cái đèn. Còn cái này chú bóp thôi. Càng. Đúng rồi, chính xác là cái càng. Rồi, chú nhớ hết này chưa? Nhớ chưa? Rồi, giờ tới bên đây. Dạ, nhớ chưa? Rồi bên đây thì như thế này, bây giờ hiện tại là giờ nó đang là cái chữ D ha. Chữ D chìm phải không? Chữ D là chữ đi tới đó ha. Rồi chú bật bên đây, chú bật thử coi, chú đừng lên ga nghe, chú nghe tiếng không? Đúng rồi, là ve đó ha. Rồi chú bật bên đây, đúng rồi. Rồi cái này là ve ha. Còn cái số 1, 2, 3 thì chú chạy số 2 là nó êm nhất. Lên dốc hả? Số 1, số 2, số 3 đều chạy được, nhưng mà số 1 với số 3 thì mình lên dốc cao. Còn số 2 là mình chạy bình bình. Đúng rồi. Ha. Thì số 1 là nhìn dốc cao với số 3. Đúng rồi. Thì số 2 mình chạy bình thường. Dạ đúng rồi. Rồi chú nhớ hết chưa? Dạ. Nhớ hết ha. Giờ còn cái này nữa quan trọng. Thí dụ như là nãy mình chạy mà mình bị vụt dốc. Tụt dốc thì mình bóp thắng lại phải không? Chú bóp đi, chú bóp đi. Chú ấn cái nút này xuống con. Bóp bóp sâu vô, chú bóp sâu vô. Chú ấn xuống. Rồi, đâu. Đâu chú buông xem. Rồi, thôi đâu, bên đây có không? Rồi, chú bóp thử, mạnh nó kẹt rồi, thôi. Rồi thì bây giờ cái chân của chú thì chắc là đạp thắng không được rồi, phải không? Vậy là chú chỉ xài là, cái này là xe chú có 3 thắng, 2 cái thắng tay và 1 thắng chân. Nhưng mà cái chân thì mình xài không được thì mình sử dụng 2 cái thắng tay. Nếu mà chiếc xe mà thắng không ăn thì qua liên hệ với chú Khương. Là nghề của chú. Đó. Rồi giờ là chú nhớ hết cái này chưa? Thôi cái này nó bị kẹt rồi chú ơi. Này bị kẹt rồi. Chú Hương khi nào có sửa coi cái khóa tay giùm con nha. Rồi ổng cái bên tôi. Dạ, chú con nghe giờ nó sao nó kẹt cái này kìa. Bấm xuống. Rồi. Kẹt khóa tay á. Cái khóa đó mà. Rồi cái đó thì giờ chú nhớ chưa? Thì cái thắng này hai bên. Ha. Còn bây giờ lên ga thì chú chạy thôi. Nhưng mà cái đường này tập nó hơi khó nha. Bởi vậy. Dạ, rồi bây giờ á thì cái tấm lòng của cô Đặng Nữ á gửi tặng cho chú thì vẫn còn dư một ít để cho chú tạm ngưng bán vài bữa để chú tập, để khi này lái cứng thì mình đi bán tiếp tục ha, để chú bán những cái khu vực khác để cho thu nhập của chú nó đỡ vất vả hơn. Chứ giờ chú bán thì ngày có 120 là có 120.000 à. Nó cũng không đủ ha. Hôm nay thì được cô ấy tặng 2 triệu còn 2.220.000. Thì chú chịu khó tạm nghỉ vài ngày nha. Rồi lần cuối thì chú nhắn gửi gì với cô Đặng Nữ không? Cũng xin chân thành cảm ơn của cô Ngọc Nữ đã giúp tôi được chiếc xe có phương tiện đi tới lui được cũng dễ dàng. Rồi xin thành thật cảm ơn. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng của cô Nữ trong cái dịp xuân mà sắp tới, năm mới sắp tới sẽ đỡ cho chú trong việc di chuyển là đầu tiên. Cái thứ hai là chúc chú mùa mai bán đắt. Dạ, chú ha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Được cái nữa là có chú Khương đây thì có gì chiếc xe cộ thì chú Khương lo cho chú. Đi, ha. Dạ. Đi qua bệnh viện lãnh thuốc rồi uống cũng được. Dạ. Dạ đúng rồi. Huyết áp hàng tháng á, mà tháng nào phải đi á. Mà giờ đỡ tiết kiệm được cái chi phí đi lại rồi. Dạ. Con cháu nhiều khi không có nhà không chở mình đi được. Đi làm nè. Dạ. Đi làm tới 2-3 giờ nó mới về. Còn bây giờ chừng nào chú dự định là chú tập chạy? Dạ. Có dùng nghỉ ngơi không hay là chạy luôn? Chạy giờ thử coi. Chạy thử luôn. Cương quyết chạy thử luôn phải không? Cái này là cái hộp sạc nha. Con bỏ trong nhà nha. Cái này mở này là
Chú tới trước đi, chú hay về chứ mà chú cửa vào là về lại. Chứ bây giờ chú về chú chưa được, chưa quen đâu. Rồi chú về chú chạy. Chạy thôi, chú mở chìa khóa lên là chạy thôi. Mở rồi chưa? Rồi mở rồi đó. Mở rồi thì cái đèn này nó mới cháy nè. Rồi chú lên ra vậy thôi nha. Khoan chú, để xe máy qua coi. Rồi chú chạy. Chạy lại. Chạy không được đâu. Tại vì mới quá. Chưa gành. Hay quá. Chậm thôi chú. Nó bị lúng ở dưới này nè. Dạ, tay nặng á. Ồ vậy là sao ra chú chạy dễ quá chứ nè. Một cái một là chú chạy được rồi nè. Rồi tới đầu đó chú quay lại ha. Dạ, chú cứ chậm chậm là mình xử lý được hết. Đúng rồi, cái tay của chú thì lúc nào cũng để thắng á. Để cái gì mình bóp thắng lại cho nó ngắt điện ha. Giảm tốc độ lại. Mấy cái rảnh này lại xe ba gác chạy nè. Đúng rồi chú. Đúng rồi, quẹo qua chú ơi. Đó. Chú ngừng chú, ngừng chú, từ từ thôi chú. Lỡ tay đó. Về lại chú, về làm con đi. Chú về đi. Chú về chú nhìn cái kiến phía sau coi có chướng ngại vật không. Đúng rồi, bẻ cho nó vừa với tầm nhìn của mình. Lúng hay gì. Rồi chú về đi. Con phụ. Con phụ, chậm thôi. Chậm thôi. Rồi chú bẻ lái, chú bẻ lái qua đây. Về lại chú về lại. Chú gạt cái tay lái qua đây. Đúng rồi. Gạt qua đây nè, chú gạt qua đây cho chiếc xe nó quẹo qua kia. Đúng rồi, chú về đi. Đúng rồi, chú cứ lên ra đi. Chú này số mấy rồi? Số 1 rồi, số 3 đi chú. Rồi, bật tới chú, bật tới. Rồi, đúng rồi. Rồi, chú về lại cái nữa đi. Bật về. Đúng rồi. Miếng nữa chú. Rồi, chú bật tới đi. Trời. Rồi, ngon lành. Vậy là so ra là chú, theo con là chú không cần tập nhiều mà chú chỉ cần tới mấy cái dốc đó là chú chậm thiệt là chậm là chú qua được á. Là cái đường này của chú khó dữ lắm mà chú chạy được. Cô chú anh chị xem mấy cái rảnh lúng dữ lắm luôn. Dạ. Chậm thôi nha chú, tại vì mấy cái rảnh nó hơi sâu á. Mấy rảnh của xe ba gác chở đồ. Đúng rồi, chú canh vậy là chuẩn luôn rồi đó. Rồi hay quá luôn rồi chú Bảo ơi. Rồi tuyệt vời. Dạ tuyệt vời rồi đó. Đường này nó khó dữ lắm mà chạy thì là quá hay rồi. Đường này khó chạy dữ lắm. Dạ. Rồi vậy chú gán tập nha. Thì hy vọng là từ đây tới Tết thì nói chung là chia sẻ chú thì con lên xe đét hoài. Thì hy vọng sẽ gặp chú bán vòng vòng xe đét nha. Rồi chúc chú sức khỏe. Với tấm lòng cô bạn nữ ở Mỹ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Món quà năm mới cuối năm. Dạ. Cô ấy tặng. Dạ bên Mỹ tặng. Chứ còn làm gì có khả năng đó. Nửa năm nay rồi mới gặp được Khương Đức Minh. Cảm ơn dạ. Nha, gặp mừng quá em. Rồi, cảm ơn anh Khương. Dạ, anh em không ngờ là chiếc xe hơn nửa năm rồi giờ nó mới như mới luôn nè. Anh cũng cảm ơn cô Hương. Dạ, anh nhớ luôn hả? Nhớ nhà hảo tâm tặng cho anh hả? Mấy ngày anh giá xe được không? Cũng lại gà bữa năm buổi sáng mình ở bên Mỹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì bên Mỹ luôn không? Bên Mỹ. Dạ. Hên lấy xe gì hên. Hên. Chút số phải không? Cũng mới nghe mà. Đó. Mới nghe chúng hai tờ 30 phải không? Đã. Dạ rồi, đó. Hên vậy, hên. Hên quá trời hên phải không? Quá tuyệt vời. Em thấy anh kỹ chiếc xe của nhà ở Tâm là em vui rồi. Dạ. Rồi chú ha. Chiếc xe tôi là rồi. Xe đấy là chúng nó đẹp nhất. Dạ. Bởi thành ra giờ chú gán giữ gìn như là chú Khương nè. Chiếc xe bóng lưỡng luôn. Rồi về lần ca nữa tôi dẫn đi xuống cho con Vinh Minh ca khoảng. Dạ. Rồi bây giờ anh Khương kêu em chiếc xe ba gác chưa? Rồi đây. Ủa? Vậy là chú này chạy ba gác hả? Giờ nói chuyện nhau đi. Rồi bây giờ thì bây giờ chú chiếc xe ba gác bự lắm. Chú chạy chiếc xe ba gác. Dạ. Chú chở chiếc xe lắc. Dạ bà ông biết rồi. Chú biết chỗ nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long không? Nó ngay cái dòng xoay Bùng Binh á, chú biết không?
biết Bùng Binh. Biết Bùng Binh. Rồi thì chú ngay chỗ Bùng Binh đó là chú chạy thẳng tiếp một chút nữa là chú thấy cái nhà thờ. Đây là nhà thờ Chánh Tòa. Rồi chú đậu đó đợi con. Là nó ngay chỗ gần sân banh không cơ? Không có quẹo hướng đó nghe. Không có quẹo. Bây giờ nào chạy thẳng suốt luôn. Bây giờ mà chạy cứ chạy suốt mà chạy ngay lại nhà mày hỏi nhà thờ Chánh Cò ở đâu? Chánh Tòa. Chánh Tòa. Chánh Tòa. Rồi lại nếu mà không có quẹo qua ngã ba thờ phải không? Không có quẹo qua thờ mà chạy thẳng luôn. Chạy thẳng xuống hướng. Đúng rồi, nó ngay lòng hả? Đúng rồi. Nhưng mà chưa nó sát bên ngay cái dòng xoay luôn. Dạ hả? Chú cứ ở dòng xoay thì chú đợi con cũng được. Bây giờ mày chạy là ngay chân nhà thờ Chính Cò, chỗ Chính Tòa rồi đậu dạ. Đó. Đậu. Chú đậu ngay chỗ dòng xoay ngã ba Cần Thơ đi. Rồi chú hỏi người ta nhà thờ Chính Tòa ở đâu. Rồi ta chỉ lại. Ta chỉ chú. Nó ngay chỗ đó luôn đó. Rồi chú ở đó chú đợi con. Là người ta lại. Nha. Đợi lâu không? Đợi con chút xíu ha, tại vì con ghé bên cái tàu chút xíu. Dạ, vậy em cho số điện thoại luôn đi. Không, chú đọc số chú luôn đi. Thôi chú bấm vào con đi, 0939. Dạ. 011 dạ. 989 trời. Dạ. Rồi chú điện qua con cái đi. Mới định vô cái này trời mưa rồi. Rồi dạ vô rồi. Hạn chế chút. Trời mưa rồi. Dạ, nói chung thì mưa thì không sao nhưng mà sợ nước ngập thôi. Mình hạn chế nó. Nước ngập mà ngập vừa vừa thì được, còn mà ngập mà hơn nửa bánh xe thì con theo con đừng đi. Ủa, vậy là dạ. Cái này cũng người Việt mình ở bên Mỹ hả? Bởi vì cái motor dạ đúng rồi, người Việt ở bên Mỹ. Sau lưng này nè. Rồi, bây giờ chú chở xem con đi. Ha, con chạy về cái tàu con ghé hoàn cảnh của bà ngoại kia cái rồi con mới về Vĩnh Long được. Chú ở ngay chỗ nhà thờ Chánh Tòa chú đợi con. Ha. Khỏi cần chớn vậy. Dạ. Rồi, quá trời tuyệt vời. Cảm ơn anh Khương. Rồi. Chúc anh giữ gìn sức khỏe. Rồi. Và năm mới có thêm quý tử. Thôi. Đủ nhiêu đủ rồi nha. Chưa đủ ha. Dạ rồi. Rồi chúc chú bà mua bán đất nha. Rồi, anh em mình chia tay ha. Có chuyện nào anh xuống với Vĩnh Long chơi rồi. Có dịp xuống Vĩnh Long thì kiếm em nhưng mà giờ em đi dữ lắm. Bởi cũng khó gặp em. Dạ. Ủa, rồi. Nãy giờ dùng vô đây với ai chúng mình? Em gửi xe múc ở ngoài ngã ba kìa. Dạ. Dạ. Rồi, vậy ha. Ông mượn vậy à, ông chạy ngoài hồi đó ông mượn ai khiên tiếp tụi lên nha. À có. Dạ rồi thôi con chào tạm biệt chú Bào nha. Chú nhớ cái cây của chú kìa nha. Rồi chào anh Phương nha, cảm ơn Phương nhiều lắm. Rồi chú ơi xuống dưới đợi con nha. Rồi con chào con nha. Dạ. Dạ. Rồi chào mấy anh nha. Rồi chúc mấy anh sức khỏe năm mới. Quay cái rồi. Có luôn. Dạ được. Ngồi được là được rồi, chỉ sợ ngồi không được thôi. Chú ở đây mà ngày giờ chú chạy xe được khoảng nhiêu? Trời ơi, thất nghiệp. Thế lắm hả? Sức khỏe không ngon đó, đau bao tử với đường ruột đó. Chú hôm nay nhiêu tuổi rồi? 59 rồi. 59 hả? Bằng tuổi ông Khương á. Con thấy chú chạy xe này là con biết chú cũng khổ lắm rồi đó. Khổ. Nó xét xẹt hết trơn rồi, chiếc DH ngày xưa nè. Rồi chào bà con nghe. Dạ. Giờ còn thiếu nợ mấy triệu. Trời ơi. Xe hư mà mượn chứ. Quá khổ luôn rồi. Để coi cái xe ổng đâu rồi. Dạ ngay chỗ của anh Phương ảnh vé xe. Thương ha. Dạ. Không có cái xe lăn của ổng á. Dạ đúng rồi. Nè nó ngay chỗ này nè. Rồi chú cứ xuống dưới nhà thờ Chánh Tòa đi rồi chú đợi con nghe. Dạ. Chú ở đó đợi con. Cái này đó, chú chở xuống đó giùm con. Ủa ông xuống đây ha. Không con ra ngoài ngã ba luôn. Đi xuống hướng lên đi. Ủa vậy hả? Dạ. Mày chú lấy cái thùng kéo hay gì? Dạ. Dạ đúng rồi. Tại con còn ghé một hoàn cảnh là bà ngoại ở gần cái tàu á, nhưng mà từ cái tàu đi vô nữa. Không phải ghé đằng cái con mới về nhà được, con mới về nhà thờ được. Tôi mới xuống trước rồi đợi. Nhà thờ Chánh Tòa ha. Nhà thờ Chánh Tòa. Nó ngay dòng xây luôn đó. Dạ.
Cái dòng xe đi lên khoảng 10 mét là thấy cái nhà thờ rồi. Dòng xe cái bàn thờ á. Đúng rồi. Chú cứ ngay dòng xe đó đi rồi chú hỏi gì ta là ta chỉ. Xe con đậu bên đây. Chở qua luôn hả? Chở qua luôn. Rồi quá tuyệt vời. Xe con đậu quán nước trước đó. Xe trắng trắng thấy không? Thấy cái đít màu trắng trắng không? Dạ đó đó. Xe quán nước vậy. Đi bộ đường khúc. Rồi chú xuống dưới là đợi con nha. Rồi cho con tay đi. Vĩnh Long người con Vĩnh Long rồi. Phải mới kêu chú chạy xe xuống dưới đó. Rồi nha, con gặp chú dưới nha. Rồi chú gặp. Dạ. Rồi cô chú anh chị đợi em ghé ở bên chợ Phú Hụ ha, huyện Châu Thành, đó là gì? Tỉnh Đồng Tháp để quay hoàn cảnh qua bà ngoại ở dưới gốc me ở phía sau nhà vệ sinh ở trong một cái chòi để tìm hiểu về chi tiết hơn về hoàn cảnh của ngoại ấy nha, và cũng như là nguyện vọng của ngoại ấy, xem ngoại ấy có muốn đi vào viện dưỡng lão với tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm quan tâm tới hoàn cảnh ngoại ấy hay không. Rồi cô chú anh chị đây em chút xíu em chạy ngược về chợ Phú Hụ cái. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì bây giờ em đã quay về Vĩnh Long rồi. Trời ơi, chú ông ngồi đây luôn. Đó, đây là nhà thờ chính to. Chú chạy vô đây nè chú. Chú chạy qua đây em con. Đợi con hơi lâu hả? Xe này của chú rồi đó, mua nhiêu? Xe này mà mua có 10 triệu à. Trời ơi, xe gì có 10 triệu vậy? Xe này xe thí điểm à. Vậy hả? Rồi thôi chạy vô đây em con đi. Xe này giống như đồ dây chai vậy nè. Rồi đây còn gì nữa đâu. Rồi, chú chạy vô đây. Chào chiếc xe điện nè. Đó. Con chơi xe điện cho cái bác ở trên xe đét nè. Đó. Rồi 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 xuống xuống cho con. Rồi chạy ra đem đây chạy luôn, chạy giùm luôn hả? Dạ. Đâu có cái này. Rồi xuống chú ơi, xuống xuống phụ chú ơi. Rồi. Con cái đầu nè. Rồi xong hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn chú ba. Đây, gửi tặng cho chú nè. Mẹ xe đét hả? Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Trời, đồng ý chú vậy quá trời. Ờ, uống thuốc ngày 50 ngàn đó. Dạ. Rồi, thôi chú xin sức khỏe. Cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, chiếc xe của bác Bào thì em sẽ gửi cho... Dạ, quê Đồng Tháp, ở bên nội đó quê Đồng Tháp. Dạ. Dạ, ở đâu rồi? Dạ. Ở quyền nào? Ở Lắp Giò. Dạ. Thì em sẽ thay mặt em gửi đến cha. Rồi sau đó là cha sẽ gửi lại cho những hoàn cảnh mà cần của chú anh chị ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô đàn nữ rất là nhiều đã hỗ trợ cho bác Bào có một chiếc xe điện mới. Giờ cũng cảm ơn bác Bào đã nhường chiếc xe cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo.
Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.